Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của gia đình mình hôm nay. Hôm nay gia đình cấm của vợ sẽ vào bếp và chia sẻ một cái món ngọt đây ạ. Nhìn qua thì các anh chị và các bạn cũng đã biết món gì rồi phải không ạ? Đây là món chè dừa non đó. Rất là ngon luôn mà có cái vị ngọt thanh nè và độ dai dai của thạch và độ béo của dừa non nó làm cho món chè này rất là hấp dẫn luôn á. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích và muốn tìm một cái cách nấu chè nhanh gọn lẹ mà ngon cực kỳ thì hãy theo dõi cách làm của gia đình cấm của vợ ngày hôm nay nha. Và đây là tất cả nguyên liệu có. Đầu tiên mình sử dụng ở đây là 5g bột rau câu dẻo, 200g đường, 50g bột bán, 200g dừa. Đây là cái cùi dừa mà chúng ta uống nước xong mà mình chặt ra nó có cái dừa ha. 200ml nước cốt dừa, 100g lá dứa mình xay với 300ml nước mình để qua đêm nha, để mình lắng xuống để mình lấy cái phần nước cốt mà cho nó có màu đẹp. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đong 50g đường, mình đong có tầm 50g đường ha. Đường đó thì mình sẽ bỏ qua một bên. Bây giờ thì mình sẽ lắng cái phần nước cốt lá dứa. Mình bỏ cái phần nước trong đi, mình lấy cái phần đặc nước màu đậm như thế này nè, để tí mình nấu. Kế tiếp thì chúng ta sẽ cho vô nồi 300ml nước. Mình cho vô 5g rau câu cộng với 50g đường vừa nãy mình cân á, mình cho vô hết ha. Rồi mình quấy ra cho cái phần rau câu và cái phần đường này nó tan ra. Và mình sẽ để ở đây cỡ tầm 5-10 phút gì đó rồi mình hắn bắt bếp lên mình nấu. Để cho cái phần rau câu và cái đường nó tan ra thì mình nấu cái thạch của mình nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Rồi mình để qua một bên ha. Trong lúc đợi cái thạch rau câu nó tan thì chúng ta sẽ sơ chế cùi dừa non. Mình sẽ xắt ra thành những cái sợi như thế này nè. Món này nhìn rất là đơn giản thôi nhưng mà ăn cực kỳ ngon và thanh mát luôn á. Và những cái ngày mấy bữa nay là Sài Gòn rất là nóng nên là cơm của vợ sẽ vào bếp và chia sẻ tới các chị và các bạn cách làm dừa non như thế này. Và khi mà mình đã cắt dừa non ra thành những cái miếng vừa ăn thì chúng ta sẽ cho cái phần đường còn lại vô và mình ướp. Mình sẽ dặn thêm một xíu muối nha, để cho nó có cái vị ngọt thanh á, ngọt đậm đà một tí. Rồi đảo đều lên cho cái phần cùi dừa này nó thấm với đường. Mình ướp đường với dừa như thế này thì khi mà mình nấu chè mình ăn á thì cái cùi dừa nó rất là ngọt luôn và nó có cái vị béo rất là hấp dẫn. Rồi khi mà đã đảo đều rồi thì chúng ta sẽ để đó và mình quay lại thì cái phần rau câu nó cũng đã tan thì chúng ta sẽ bắt bếp lên mà mình nấu. Và khi mà thấy cái phần rau câu nó sôi thì chúng ta sẽ nấu riu cho tới khi nào mà mình thấy cái phần rau câu nó trong lại là cái phần rau câu của mình đạt ha. Nhớ là mình sẽ đảo đều tay, không thôi là cái phần rau câu nó lắng xuống nó sẽ bị khét. Đó, mọi người nhìn qua là thấy nó trong rồi đó. Và khi mà nó trong và đạt rồi thì chúng ta sẽ cho cái nước cốt lá dứa vô. Mình cho cái nước cốt lá dứa vô ha. Và đảo đều tay. Và khi mà cho vô rồi thì chúng ta sẽ đảo đều tay và mình sẽ tắt bếp luôn. Mọi người thấy cái màu lên đẹp không? Lá dứa mà chúng ta xay và mình để qua đêm như vậy á, thì mình sẽ lắng lấy cái phần màu đậm. Thì khi mà mình làm thạch á, thì cái thạch của mình không cần phải cho thêm màu nữa, mà nó lên cái màu rất là đẹp đậm luôn á, nhìn đẹp lắm. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp. Khi mà tắt bếp rồi thì mình sẽ cho cái phần rau câu đó ra khuôn và mình để nguội nha.
đảo đều lên cái phần thạch dừa, cái dừa, cùi dừa lên một chút cho nó đều. Và khi mà cái phần rau câu của mình nó đông lại thì cũng là lúc mà mình sẽ quay lại và mình sẽ nấu cái phần nước cốt dừa. Bột bán nè, bột bán thì mình sẽ cho vô nước để mình nấu. Nếu mà các anh chị và các bạn nấu và muốn để qua đêm thì cái phần bột bán này mình nên trần qua nước nóng, rồi mình lại lấy thêm phần nước và mình sẽ nấu tiếp theo ha. Bây giờ thì mình sẽ trần qua phần nước nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ ra ngoài và mình rửa. Lại bắc lên một cái nồi. Mình cho vô 300 ml nước. Khi mà cho 300 ml nước vô rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần bột bán vừa nãy mà mình trần qua nước nóng á. Mình trần như vậy thì có tác dụng khi mà mình để chè qua đêm thì nó không có bị chua. Rồi bây giờ thì mình sẽ nấu cho cái phần bột bán này nó chín. Sôi rồi nè, bắt đầu sôi rồi. Khi mà các anh chị nấu mà cảm thấy rằng cái tim của cái phần bột bán nó còn chút xíu ở bên trong là được rồi. Đừng có nấu nở bung ra thì mình ăn lại không ngon. Khi mà mình thấy cái tim của cái phần bột bán nó còn chút xíu á, nó còn có chút đốm trắng trắng nhỏ nhỏ thì chúng ta sẽ cho nước cốt dừa vô ha. Mình nấu thêm một khoảng thời gian nữa thì nó sẽ chín vừa tới. Và mình cũng sẽ cho hết cái phần cùi dừa mình ướp đường vô luôn nè. Bây giờ chúng ta sẽ nấu lên cho cái phần cùi dừa nó thấm và đường nó tan. Đồng thời cũng là lúc bột bán nó chín vừa tới luôn. Đó, rất là thơm luôn. Lúc này thì các anh chị và các bạn cũng có thể nêm nếm lại coi cái độ ngọt đã vừa phải chưa. Nếu mà gia đình các anh chị và các bạn ăn ngọt thêm thì chúng ta có thể tăng cái lượng đường. Và khi mà nó sôi lên rồi và cái phần bột bán của mình nó cũng đã vừa chín tới thì chúng ta sẽ dặn thêm một xíu muối để cho nó có cái vị ngọt đậm đà. Rồi, chúng ta sẽ tắt bếp và mình để qua một bên ha. Quay lại cũng là lúc thạch rau câu của mình nó đông rồi đây này. Rồi mình sẽ xắt sợi sợi ra. Mình xắt giống bột khoai á. Rau câu của mình rất là dẻo luôn. Và khi mà cái phần nước nước cốt dừa và dừa non vừa nãy mình nấu á, mà nó hơi ấm ấm thì chúng ta sẽ cho cái phần thạch này vô. Đừng cho lúc nóng quá thì ăn lại không ngon nè. Và nó ra màu ha. Khi mà sơ chế xong tất cả các nguyên liệu thì cũng là lúc mà cái phần nước cốt dừa này nó đã nguội rồi. Thì chúng ta sẽ cho cái phần thạch vô, mình đảo đều và múc ra chén cùng nhau thưởng thức thôi. Quá đơn giản phải không ạ? Mọi người ăn nhiều thạch thì mình cho nhiều thạch, ăn ít thạch thì mình cho ít thạch thôi. Rất là thơm luôn, mùi béo của nước cốt dừa và mùi thơm của thạch lá dứa nó làm cho cái món chè của mình ăn rất là ngon miệng. Rồi, đây là thành phẩm của mình nè. Và mình đã rang một ít đậu phộng mình bỏ lên trên. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy video của kênh Bếp Của Vợ chia sẻ ngày hôm nay với món chè dừa non rất là ngon như thế này thì hãy cho kênh Bếp Của Vợ một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần kênh Bếp Của Vợ nhé. Có những cái góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bà nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Rồi, kênh Bếp Của Vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha.